Vào nhà tắm, trước lấy nước rửa mặt gội đầu từ trên đến dưới nhẹ nhẹ, kỳ rửa chẳng đặng thô tháo làm tạc nước văng đến người, chẳng đặng xối đổ nước nhiều hao phí, chẳng đặng tiểu trong nhà tắm, chẳng đặng giỡn cợt cười nói với người, ghẻ lát chỗ kín phải kỳ rửa sau. Chẳng nên chú ý rờ rẫm thân mình có ghẻ độc phải băng bó ẩn tránh để khỏi phải xuống mắt người. Chẳng đặng buông ý tắm lâu làm ngăn cản người sau, cởi mặc áo chăn phải chậm rãi từ từ cho ngay thẳng. Chẳng đặng vừa đi vừa mặc áo sắp xếp, chẳng đặng làm tạc đổ nước xài dơ vào nước sạch.